Rất vui được chào đón anh chị em đã quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Hôm nay bên em lại tiếp tục giới thiệu đến anh em một em âm ni đến từ thương hiệu Mazan của Nhật và có model là PM54D anh em nhé. Em này thì sở hữu kích thước ngang là chuẩn size 42, cao 12.5, sâu 37, máy thì chạy điện 100 và có công suất là 120W anh em nhé. Ghép tốt ở các cặp loa bass 25 quay về đó. Em này thì cực kỳ là dễ ghép loa, chưa biết ngán một em loa nào luôn đấy, vì là cái giải của nó đưa ra rất là rộng nên là cực kỳ là dễ phối ghép nhé. Ngoài cái mã 54D này ra thì bên em cũng đang có các cái mã của Puller, Sun Sui. Anh chị em nào mà quan tâm đến dòng âm ni nghe nhạc hoặc là các cái equalizer hoặc là các cái vang số, vang cơ hoặc main đẩy thì cũng có thể liên hệ với bên em qua số hotline để được tư vấn kỹ hơn. Đấy. Và giá của sản phẩm này thì cũng đang giá rất là tốt anh em nhé. Giá em này bây giờ thì được liệt vào những cái dòng âm ni cỏ rồi. Đấy. Không còn phải là âm ni cao cấp như trước đây khoảng 10 năm thì em này cực kỳ hot. Đấy. Bây giờ thì giá trị của nó có các cái dòng âm ni cao cấp nó về thì em này thì lại liệt vào hàng cỏ, giá chỉ có 3 triệu thôi, chơi rất là tốt, âm sắc lên rất là bay luôn. 3 triệu em đã bao ship rồi nhá. Đấy. Anh chị em lưu ý là hiện giờ thì bên em sẽ tránh mọi cái phiền nhiễu, tránh mọi cái thắc mắc của anh em là cước vào trong Sài Gòn hay là gửi đi các miền Trung là bao xa, bao nhiêu tiền không quan trọng nữa. Em sẽ giải quyết luôn cái vấn đề vướng mắc đó. Bên em ký hợp đồng thì sẽ được đi một cái giá vận chuyển sẽ tốt hơn các anh em gửi lẻ nhé. Đó. Nên là anh em không cần phải lo là vận chuyển bao nhiêu tiền, mà anh em chỉ biết được rằng cái âm ni này về đến tay anh em là 3 triệu, không thêm một đồng chi phí nào. Trước khi đi thì anh em cọc trước cho em 20% giá trị sản phẩm. Còn anh em nào tin tưởng tuyệt đối thì có thể chuyển banh đủ cho em, không sao cả, được chưa ạ? 3 triệu em bao ship. Anh em cần thắc mắc hay cần lấy ảnh chi tiết nội thất thì có thể liên hệ với bên em qua số hotline 0981 956 486 để nhận ảnh anh em nhé. Xem hàng trực tiếp thì tại số 22 ngõ 30 phố Chùa Vua, Chợ Giờ, Hà Nội. Rất mong là được sự ủng hộ của anh em xa gần về các cái thiết bị âm ni cũng như là equalizer hoặc các cái thiết bị karaoke khác. Trong thời gian tới thì em sẽ cập nhật phổ biến thêm cho anh em các cái mẫu mã mới cũng như là các cái dòng Equi hiện giờ đang có và đang về liên tục đó, để cho anh em có thể chơi được trong cái dịp Tết sắp tới. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Chào anh em ạ.